Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây tại trạm thu phí cao tốc Vân Đồn Quảng Ninh, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, cục cảnh sát giao thông đã dừng và kiểm tra xe Land Cruiser VX mang biển xanh 80B 9189 có nhiều dấu hiệu bất minh. Thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 người gồm một nam và bốn nữ. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát xác định lái xe là anh NDH, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô sử dụng biển số màu xanh 80B9189 không đúng với đăng ký xe do công an Hà Nội cấp. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện xe có sử dụng thiết bị lật biển số xe với biển kiểm sát 29A455.65. Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của cục cảnh sát giao thông, xác định biển số 80B9189 được cấp cho xe thuộc quản lý của cục quản trị văn phòng chính phủ. Tài xế NDH đã thừa nhận xe ô tô Land Cruiser VX 29A455.65, anh này đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số vào xe của mình, với một mặt là biển số đúng, còn một mặt là biển số 80B9189. Nam tài xế sau đó đã xuất trình được giấy đăng ký đăng kiểm của xe mình. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang xác minh dấu hiệu trục lợi của NDH khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của xe 80B9189. Được biết NDH đang công tác tại một cơ quan trung ương. Hiện vụ việc đang được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định. Trước đó, cục cảnh sát giao thông nhận được một văn bản đề nghị của cục hành chính, quản trị 2 văn phòng chính phủ về việc kiểm tra làm rõ xe ô tô biển xanh của đơn vị mang biển số 80B 9189 không hoạt động nhưng đã bị trừ tiền tài khoản thu phí đường bộ không dừng. Nhận thấy có nghi vấn trường hợp dùng biển xanh giả, lực lượng chức năng đã vào cuộc và phát hiện trường hợp trên. Ngày 23 tháng 6, mạng xã hội xôn xao trước thông tin công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt có trụ sở tại Hà Nội sắp tổ chức đấu giá 3 ô tô Toyota Crown thuộc sở hữu của Văn phòng Trung mương Đảng. 3 ô tô mang biển số 80B1280, 80B1535, 80B0134 đều có giá khởi điểm 65 triệu đồng một xe. Bước giá đối với từng xe là 1 triệu đồng trên một bước giá. Nhiều bình luận cho rằng, không dễ để thắng cuộc bởi sức hút của dòng xe này với giới sưu tầm xe ở Việt Nam. Dù giá khởi điểm chỉ 65 triệu đồng một xe nhưng có thể phải bỏ ra số tiền cao hơn rất nhiều mới có cơ hội sở hữu. Trước thông tin này, một lãnh đạo công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết ba chiếc xe được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1994 tại Nhật Bản. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 6 tới đây trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt lạc việt Ocean com những người mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được dẫn đi xem ô tô đang đặt tại nhà khách hồ tây địa điểm trưng bày lưu giữ tài sản của văn phòng trung ương đảng cuộc đấu giá đang nhận được sự quan tâm khá lớn của những người có sở thích sưu tầm dòng xe này được biết toyota crown ra đời vào tháng 1 năm 1955 là chiếc sedan cao cấp được giới quan chức đặc biệt yêu thích chuyên được dùng để tháp tùng những cán bộ và lãnh đạo cao cấp những năm 1990. Do đó dòng xe này được giới sưu tầm gọi là xe bộ trưởng. Gần như toàn bộ những chiếc Toyota Crown thế hệ cũ tại Việt Nam đều do các cơ quan tổ chức nhà nước hoặc nước ngoài nhập khẩu để sử dụng phục vụ quan chức, trong đó có cấp bộ trưởng. Thời điểm ra mắt, Toyota Crown có giá hàng tỷ đồng. Toyota Crown phiên bản mới vẫn được Toyota sản xuất nhưng chỉ cung cấp cho thị trường Nhật Bản. Trước đó, báo chí cũng đã phản ánh cuộc đấu giá xe Toyota Crown thuộc sở hữu của Văn phòng Chính phủ do Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức vào tháng 4 năm 2023, thu hút được sự chú ý rất lớn của những người mê xe, tạo tranh luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Bốn xe được đưa vào sử dụng từ năm 1997 đến năm 1999, có giá khởi điểm dao động từ 194 đến 245 triệu đồng một xe, nhưng giá chúng đấu giá đều rất cao. Trong đó Toyota Crown 3.0 mang biển kiểm soát 80B5896 được bán với giá 359 triệu đồng, khởi điểm 194 triệu đồng. Toyota Crown 3.0 mang biển kiểm soát 80B2466 có giá trúng đấu giá 444 triệu đồng, khởi điểm 194 triệu đồng. Toyota Crown 3.0 biển số 80A03224 được bán với giá 847 triệu đồng, khởi điểm chỉ 237 triệu đồng. Toyota Crown 3.0 biển số 80B 1819 giá trung đấu giá 530 triệu đồng, khởi điểm 215 triệu đồng. Sau khi đấu giá thành công, những chiếc xe 80B nói trên sẽ bị thu hồi biển số. Người trung đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để cơ quan công an làm thủ tục cấp đăng ký sở hữu và biển số mới cho xe. Được biết, cuộc đấu giá trực tuyến chiều ngày 6 tháng 4 diễn ra rất sôi động và gây ra không ít bất ngờ, thích thú với những người trực tiếp theo dõi. Cuộc đấu giá này năm ô tô trên nằm trong diện quản lý của Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ và được phép thanh lý theo quyết định của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau 4 lần đấu giá trong 3 năm bất thành, khoảng 2.122 chiếc ô tô của nhà máy VAM tại Bỉm Sơn Thanh Hóa có trị giá khoảng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn chịu cảnh, nằm phơi nắng sau nhiều năm. Hạ giá gần 50% vẫn ế khách. Nhiều năm qua, khuôn viên của nhà máy ô tô VAM tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa thuộc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam đã dành một khoảng đất rộng mênh mông để chứa hàng nghìn xe tải tồn kho từ lâu. Theo ghi nhận, hàng nghìn chiếc xe được lắp ráp từ khi còn mới tinh vẫn phải nằm phơi nắng mưa nhiều năm. Đến nay, cỏ dại bao quanh, lô xe giao bán nhiều lần nhưng vẫn chưa thể có chủ mới. Mới đây ngày 13 tháng 5 năm 2024, Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam lại thông báo đấu giá tài sản 2.177 xe do nhà máy ô tô VAM, tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần ủy quyền. Giá khởi điểm là hơn 503 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những lần đấu giá trước đây. Năm 2000, tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VM, dự định đầu tư một nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại Thanh Hóa, số vốn khoảng 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó điều chỉnh lại bằng việc mua nguyên một nhà máy cũ của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Được biết, tập đoàn Samsung có hai nhà máy sản xuất ô tô con và ô tô tải đặt tại Hàn Quốc, hoạt động từ năm 1996 và ngừng vào tháng 10 năm 2000 vì khủng hoảng tài chính. Samsung quyết định bán cả hai nhà máy để trả nợ. Toàn bộ nhà máy sản xuất ô tô con được bán cho hãng Renault của Pháp, còn nhà máy sản xuất ô tô tải bán cho VAM vào đầu năm 2004. Theo báo cáo của VM, ngày 7 tháng 5 năm 2019, gửi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng vốn đầu tư VM chuyển cho dự án nhà máy ô tô này lên đến gần 2.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 343 tỷ đồng. Hàng tồn kho vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 2.950 xe, trong đó xe sản xuất từ năm 2017 trở về trước là 2.355 xe, tiêu chuẩn khí thải Euro 2 và xe sản xuất từ năm 2015 về trước là 219 xe vì sao ô tô nhiều năm vẫn ế khách. Dự án này có vốn đầu tư 599,59 tỷ đồng. Sau đó, dự án được nâng lên gần 700 tỷ đồng, trong khi công suất thiết kế nhà máy không thay đổi. Dự án được quyết toán với số vốn đầu tư 662 tỷ đồng, đầu tư sản xuất xe ô tô, nhưng báo cáo của VM cho thấy số xe sản xuất ra từ nhiều năm trước vẫn nằm trong kho, không bán được. Tổng số có tới 2.622 xe thương hiệu VM tồn, giá vốn lên tới hơn 966 tỷ đồng. Trong đó, có tới 2.221 xe tồn từ năm 2017 trở về trước, với giá vốn là 878 tỷ đồng. Nguy cơ mất vốn lớn đối với xe tồn không thể tiêu thụ hoặc phải giảm giá bán để tiêu thụ. Báo cáo này cũng chỉ ra một trong những lý do là nhà máy ô tô VAM chủ trương đưa ra thị trường xe thương hiệu VAM. Thực chất, số xe đó được tổ hợp từ các cụm linh kiện khác nhau từ nhiều nhà cung cấp chứ không sử dụng bộ linh kiện đồng bộ. Phương thức này đã dẫn đến VAM không có đối tác hợp tác về sản xuất sản phẩm. Trong thông báo đấu giá tài sản lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2021, số xe được đưa ra đấu giá là 2.290 xe, giá khởi điểm là hơn 971 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2022, tại thông báo đấu giá tài sản lần 2, công ty này giao bán đấu giá 2.257 xe với giá khởi điểm hơn 931 tỷ đồng. Trong lần đấu giá hồi tháng 8 năm 2023 cho 2.122 xe này, công ty đấu giá thông báo giá khởi điểm là hơn 626 tỷ đồng. Lần thông báo đấu giá gần nhất là ngày 13 tháng 5 năm 2024, có giá khởi điểm cho lô xe chỉ còn 503 tỷ đồng. Lãnh đạo vướng vào lao lý Bên cạnh câu chuyện về dàn ô tô ế ẩm, VAM cũng gây rúng động khi có lãnh đạo bị khởi tố. Theo đó, sau hơn một năm bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại khu đất quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 10 năm 2023, cựu tổng giám đốc VAM Nguyễn Thanh Giang tiếp tục bị điều tra về việc chỉ đạo mua 305 bộ khuôn dập cabin ô tô. Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam VAM. Ngoài ra, Công an cũng khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1949, là cựu tổng giám đốc VAM. Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Hồ Mạnh Tuấn, sinh năm 1963, là phó tổng giám đốc của VAM. Cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM xác định, trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang, khi đó là tổng giám đốc VAM, đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật VAM, chủ tịch hội đồng quản trị VAM Korea, giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV110, không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về do không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của nhà nước là hơn 26 tỷ đồng trong đó bị can Nguyễn Thanh Giang trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong một vụ án khác liên quan đến những sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất gần 9.000 m2 tại đường Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, do bị can Nguyễn Thanh Giang đang điều trị bệnh tiểu đường, suy thận nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Khoảng 8 giờ 56 phút, hệ thống giám sát ghi nhận xe ô tô tải loại 10,5 tấn, biển số 50H20567 lưu thông đến km 23 tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu dây. Tài xế và phụ xe có hành vi dùng rẻ để che biển số phía đầu xe và điều khiển ô tô lùi xe trên đường cao tốc về hướng ra quốc lộ 51. Ngay sau đó, cán bộ trực hệ thống camera giám sát đã thông báo cho tổ tuần tra kiểm soát về hành vi vi phạm trên tuyến đường, tiến hành đón lõng dừng phương tiện vi phạm. Bước đầu, tài xế VVT, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình, cùng phụ xe đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đồng thời cho biết, việc dùng rẻ che biển số nhằm mục đích khi lùi xe, camera không ghi nhận được biển số để tránh bị xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lùi xe trên đường cao tốc và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp theo quy định. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác đội 6 phát hiện xe đầu kéo 50H 18793 do tài xế NT, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi lùi xe trên đường cao tốc. Đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu và buộc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của biển số theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.